mà nhà Pháp thì cũng tu vậy, nhưng mà học thêm kinh sách thôi, lấy sách ra mà đọc, đọc hết, sách nào cũng đọc hết. Sau đó để đi vượt biên. Bây giờ ở Việt Nam thì không tu được, không thể ở nhà hoài. Thế bây giờ đọc hết sách rồi, giờ phải đi kiếm cách vượt biên. Thì ở tù, ở tù ra thì đi hết từ ở núi này qua núi kia, hang này qua hang kia để tu. À, từ ở núi Vinh Bà Rịa cho lên núi Tượng ở Châu Đốc, ở xã Ba Chúc đó, Nguyễn Tri Tôn đó, để tu. Nhưng mà hình như không có được, tự nhiên không có tu trên núi được, tại do đó tự nhiên nó không đủ chất, mà nó làm sao á, rồi bệnh lúc nào cũng cảm thấy như là không có được khỏe lắm. Thành ra rốt cuộc phải xuống núi phải xuống núi. Bà kiếm đất đi vượt biên nữa. Và tới năm 1989 là đi vượt biên được. Và qua bên đảo Indonesia ở 4 năm. Dạ, lên núi đó thầy. Bây giờ xuống biển. Chứ không phải xuống núi. Nãy là xuống núi, bây giờ xuống biển. Giờ lên bờ. Thì đi qua bên đảo thì cũng tu chứ. Và cũng bây giờ thì là thật sự có làm Phật sự, là có liên hệ với dạy gia đình Phật tử, có lên chùa giảng pháp chán. Ở Việt Nam đâu có làm được chuyện đó, tại mình không hộ khẩu làm sao vậy, mà làm sao mà đi sinh hoạt với ai, chỉ có lũ thủ tu thôi. Thì qua bên đó thì có tu, nhưng mà cảm thấy cái thời giờ tu ít hơn. Nhưng mà nhờ có cái mình có cơ bản về cái sự thanh tịnh rồi thì mình không có nó có trao đạo. Và thứ hai là mình đi làm Phật sự thì mình ít tu hơn, nhưng mà vẫn có giữ thanh tịnh được. Cho đó tôi khuyên ở chỗ này là quý vị thầy tu đó, mà muốn xuất gia đó thì vô chùa đó là phải tu ngay, đừng có chậm trễ. Vì cái thời giờ đầu tiên phát tâm nó mạnh lắm, và cái sự tu của mình tiến bộ nhanh lắm. Còn nếu mà mình chậm trễ rồi á thì mình ta nói là tu lâu nó lờn đạo đó, thì tâm mình nó bắt đầu coi thường cái chuyện xuất gia rồi. Và thứ hai nữa là khi mình làm Phật sự đó thì mình lo chuyện đi sinh hoạt, đi đối xử, đi quá đạo, chứ mình không có lo yên tâm mình. Mà như vậy thì thành thói quen, cái biết rồi nó lăn lóc trong cái mình chưa chứng đạo thì nó lăn lóc trong cái phạm vi mình tưởng đâu đó là hoàng đạo, đó là hành đạo, nhưng mà thật ra nó xa xúc. Mà nếu mà tâm thần của nó còn nữa thì nó không những xa xúc cái việc tu hành, mà nó còn bị thế gian nó lấn vào cái tâm đạo của mình nữa, thì nó mình làm Phật sự thì thật đó thành ma sự. Do đó một là phải tu liền để giữ được cái, để đạt được cái gì đó trước khi là hành đạo. Và thứ hai nữa nhờ vậy mà khi hành đạo chúng ta không bị tha quá. Chúng ta còn nghĩa là thay vì mình quá đạo người ta, mình ta quá đạo lên mình. Thay vì mình dạy cho người ta cái con đường đạo, mình ta dạy một con đường thanh, thì đời cho mình không lỗi hơn nữa, thì nó của cho cuộc đời của mình mà có thể gây ra cái nghiệp lớn cho mình, mặc dù là xuất gia. Đó là tập phim của thầy. Rồi qua tới Mỹ. Bây giờ kể qua đây là dạy chuyện này ai cũng biết đây nè, bây giờ ai cũng biết. Thì qua tới Mỹ ở cái chùa Thập Phương, ở đó 8 năm 6 tháng 12 ngày. Không phải ba lãnh hết, đi về nhân đạo nha, đi về nhân đạo cho hai ba lãnh qua hết. Ở vì câu bà Phước đó, nó cho mình đi, nhưng mà hỏi mình muốn đến chỗ nào thì nó cho mình đến, chứ không có ai bảo lãnh hết, không có ai bảo trợ hết, nghĩa là không có, mình tự đi, mình tự xin nó cho mình đi, nhưng mà nó hỏi mình muốn đi chỗ nào thì nó cho đi, chứ không ai bảo lãnh mình hết. Lúc thì ở bên đảo được bao lâu thầy? 4 năm, đúng 4 năm, đi tới đảo 20 tháng 5 năm 1989, rời khỏi đảo 20 tháng 5
năm 1993 là đúng 4 năm, không có dư một ngày nữa. Thì qua tới Mỹ, rồi qua ở đây chùa Tam Phương là 8 năm 6 tháng 12 ngày, rồi qua chùa Tam Phương là rằm tháng 10 năm 2001. Thì qua tới Mỹ bắt đầu hội nhập cái đời sống mới. Mà cái đời sống mới là phải đòi hỏi có cái vốn sinh ngữ. Cho nên thầy phải cố tình đi học. Mới đầu thì học ESL ở nhà thờ 2 năm. Sau đó nhảy đại vô trường đại học. Nó nhảy đại là lúc đó là tiếng Anh không có biết nhiều. Thành ra bập bẹ mấy chữ, người ta nói là tiếng Anh mà viết học đầy lắm là vậy. Nhưng mà cũng nhờ đại học thì rất nhiều lúc như là phải học dữ lắm. Cho nên mới ra trường, mới có hoàn thành được cái trường, trên trường đại học đó. Nhưng mà có lẽ nhờ đó, nói cái gì cũng có nhờ. Nhờ là cái quá trình mình tu đó, mình đạt được cái trí đó. Cho nên do đại học đó, mặc dù là biết tiếng Anh rất là ít, nhưng mà nhờ cái chuyên tâm, hồi đó mình niệm Phật quen rồi, tức tuy vậy sớm quen rồi, thì qua tới Mỹ rồi cũng liên cũng mấy tiếng này, 4-5 tiếng này, đại học tới 12 giờ đêm, tới 4-5 giờ kia là vậy rồi tụng kinh rồi xong rồi đi học cũng mấy tiếng thôi. Đó bây giờ mất ngủ là không trách được, là tại vì mình đã quá quen với cái thời giờ mà ngủ ít hồi xưa tới nay. Nhưng mà thời xưa đó ngủ ít thì không có mệt, bây giờ ngủ ít thì mệt. Thì học được ra trường xong rồi, cái thầy mới có ý nghĩ. Thầy nói tại sao thầy đi học nha. Tại sao thầy là thứ nhất học với tiếng Anh, chứ thứ hai là trước khi thầy đi tu đó, sở dĩ thầy đi tu là tại vì thầy bực bội, tức giận là không được đi học tiếp, cho nên thầy vô chùa thôi. Cho nên cái gọi là cái ức chế của tâm lý nó còn. Cũng như tại sao mà mình không được học. Cho nên qua Mỹ là thầy quyết định phải học. Và học để giải tỏ cái ức chế đó luôn, phải làm. Nghĩa là học xong rồi. Là thật ra thầy học là thầy đã giải tỏa được cái gọi là bực bội, nó giống như là khó chịu, giống là những cái gọi là uất ức trong bụng. Học xong là nó như là xả bỏ được cái đó. Cái đó là cái nội kết. Cho nên thầy nói là thầy học rồi, thầy học không biết tiếng Anh gì ít, nhưng mà lại học là rõ ràng là học sinh giỏi, hạt đứng hạng thứ 3 của toàn trường năm 2000. Các vị thấy cũng là do cái là quyết tâm mà phải làm cho được. Thì nói là ủa sao thầy sao lại giúp tâm bất loạn rồi mà tại sao tu nữa phải không? Thì bắt đầu thầy nói bây giờ học xong rồi, cái gọi là cái nội kết, nghĩa là cái quốc ức nó hết rồi. Thôi bây giờ mình đi qua Mỹ thì mình nói mình qua Mỹ để tu học, thì mình bây giờ này hết rồi, hết chuyện để lo nữa rồi, thì do tu học. Rồi bắt đầu thầy nhớ lại là tháng 6, tháng 5 ra trường, thì bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 7, trong vòng có tháng mấy thôi. Hồi đó thì niệm Phật, bây giờ thì không có niệm Phật. Mà thầy cứ hả mà ngồi thiền, mà mệt quá thì leo lên giường nằm, mà nằm vừa hơi giãn lưng thì lại xuống ngồi thiền, nghĩa là liên tục. Tại vì mình không muốn thôi, giờ thử lần nữa coi. Nhưng mà không phải niệm Phật nghe, mà là thiền. Mà thiền không có làm gì hết, thì cứ ngồi đó, cái gì khởi là thầy bỏ xuống. Vậy là lắm tâm mà buông bỏ, cứ làm vậy thôi, cứ leo lên ngồi, rồi hả mệt thì nằm đó, nằm lên bây giờ nằm, rồi hả khỏe lên thì xuống, cứ làm vậy suốt ngày, một tháng này. Mà cứ buông bỏ nghe, không có làm gì hết, cứ ngồi mà lắng, ngồi yên rồi lắng, cái gì khỏi lên là bỏ, cái gì khỏi lên là buông, không có thật nghĩ gì hết. Thì coi như là một phương pháp môn ngồi thiền, nhưng mà thầy gọi là lắng tâm mà buông bỏ.
nó có dùng vận dụng cái gì hết. Tất nhiên trong lúc mà làm vậy thì cũng có nghe hơi thở, tại vì mình ngoài cái buông bỏ còn nghe được cái hơi thở, mình nghe cái giọng tâm rồi có cái gì đó rồi buông xuống, rồi còn nghe, mình nghe lắng nghe.